Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát ngồi tòa kim cương dưới cội Bồ Đề. Như thật quan sát 12 duyên khởi giống như hư không, không cùng tận, nên liền chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát lấy hành tướng như hư không vô tận, mà hành bát nhã và làm mật đa thâm sâu, như thật quan sát 12 duyên khởi, thì vị ấy không rời vào địa vị thành văn độc giác và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu vị thối truyền đều là do không đưa vào tác ý phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa, do đó nên không hiểu rõ. Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế nào để lấy hành tướng như hư không vô tận, mà như thật quan sát 12 duyên khởi để phát sanh bát nhã ba la mật đa? Thiện hiện nên biết, thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát thừa, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu có ai thối chuyển là đều do xa lìa phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không bị thối chuyển là do tất cả đều nương vào phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa, đại Bồ Tát ấy nhờ vào phương tiện thiện xảo này mà tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy hành tướng như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa, như thật quan sát 12 duyên khởi, nhờ nhân duyên này đại Bồ Tát ấy mau viên mãn bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát khi quan sát pháp duyên khởi như vậy, không thấy có pháp nào sanh ra mà không có nhân, không thấy có pháp diệt mà không có nhân, không thấy có pháp nào có tánh tướng thường trụ không sanh không diệt, không thấy pháp nào có ngã hữu tình nói rộng cho đến người biết người thấy, không thấy có pháp nào là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát luôn quan sát duyên khởi như vậy để tu hành bát nhã ba la mật đà. Thiện hiện nên biết, có lúc đại Bồ Tát như thật quan sát pháp môn duyên khởi để tu hành bát nhã ba la mật đa, khi ấy đại Bồ Tát không thấy sắc uẩn cho đến thức uẩn là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tịnh hay không tịch tịnh, viễn ly hay không viễn ly, nói rộng cho đến không thấy trí nhất thiết trí là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tịnh hay không tịch tịnh, viễn ly hay không viễn ly. Thiện hiện nên biết, có lúc đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, khi ấy mặc dù đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, nhưng không thấy có sự hành bát nhã ba la mật đa, cũng lại không thấy có pháp có thể thấy sự hành bát nhã ba la mật đa, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Mặc dù hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, nhưng không thấy có sự hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, cũng không thấy có pháp có thể thấy sự hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Nói rộng cho đến mặc dù tu trí nhất thiết trí, nhưng không thấy có việc tu trí nhất thiết trí, cũng không thấy có pháp có thể thấy việc tu trí nhất thiết trí, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Thiện hiện nên biết, đối với tất cả pháp, các đại Bồ Tát lấy vô sở đắc để làm phương tiện nên hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, có lúc đối với tất cả pháp, đại Bồ Tát lấy vô sở đắc để làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, khi ấy ác ma rất đau khổ, giống như chúng mũi tên độc, ví như có người cha mẹ qua đời nên thân tâm đau khổ thì ác ma cũng vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, một ác ma thấy các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện để tu hành bát nhã ba la mật đa thì rất đau khổ, giống như chúng mũi tên độc, hay tất cả ác ma khắp 3.000 đại thiên thế giới cũng như vậy. Phật dạy: Thiện hiện, tất cả ác ma khắp cả 3.000 đại thiên thế giới cũng như vậy. Tất cả ác ma ngồi không yên nơi chỗ của mình. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát thường phải an trụ hạnh trụ chân tịnh bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Các đại Bồ Tát thường an trụ vào hành trụ chân tịnh bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nếu có thế gian trời người Atula vân vân dình tìm chỗ dở của các vị ấy thì không bao giờ được, cũng không thể nào quấy nhiễu làm chướng ngại được. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề,
thì phải siêng năng tinh tấn an trụ vào hạnh trụ chân tịnh bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát trụ đúng đắn vào hạnh trụ chân tịnh bát nhã ba la mật đa thâm sâu thì có thể tu hành viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát tu hành đúng đắn bát nhã ba la mật đa thâm sâu thì liền có thể tu viên mãn đầy đủ tất cả ba la mật đa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại bồ tát tu hành đúng đắn với bát nhã ba la mật đa thâm sâu như thế nào thì có thể tu viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu